Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 mới Right On. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài 3, bài 4, trang số 5 nhé. Bài 3, bài 4, trang số 5 của bài Starter. Trong bài 3 thì chúng ta liên quan tới cái phần đại từ và các trường hợp và sở hữu. Ok, bây giờ chúng ta đọc đoạn hội thoại và chúng ta điền vào đại từ nhân xưng hay tính từ sở hữu hoặc là tân ngữ ta bỏ vô đây. Ví dụ Sam và Ami đang nói chuyện này. Đây là một bức ảnh rất đẹp. This is a lovely photo. Đây là một bức ảnh đẹp. It is your house. Đây là nhà của bạn. Ngôi nhà này là của bạn phải không? Là it is house yours. Ở đây chúng ta phải xài đại từ sở hữu do có sở. Ngôi nhà này là của bạn phải không? No, it's not mine. Nó không phải là của tôi. That's, đó là nhà của ông bà tôi. Vậy ở đây các bạn phải khoăn vào cái câu mà ông bà là phải có sờn sau rồi, mà sờn sau rồi chúng ta chỉ cần phẩy thôi. Really, ở đâu là câu 4? Nhà của tôi gần cái hồ. My house is near a lake. Số 4 là chúng ta điền my. Số 5 này, thật hả? Do you like visit them? Bạn có muốn đi thăm họ không? Số 5 các bạn phải điền you, một đại từ nhân xưng vào đây, đóng vai trò chủ ngữ trong câu. Câu số 6 cũng cần một cái đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ trong câu, có chứ? Nó là một thời gian rất là tuyệt vời. Nó rất là tuyệt vời khi mà dành thời gian với ông bà của tôi. It's a great spending time with my grandparents. I don't see them a lot. Mặc dù tôi không có gặp họ nhiều. Ở đây chúng ta cần phải một cái tân ngữ đâm đây, bọn họ. Who stay in that room? Ai ở trong cái phòng kia? Đó là phòng của Tom và Jack. Ở đây xin sở hữu cách Tom và Jack là hai người, chúng ta phẩy một cái thôi, phẩy phía này. Phòng của tôi ở phía sau với cái view nhìn ra ngoài vườn. Ok, đó là bài số 3. Chuyển sang bài số 4 là từ để hỏi. Những cái từ để hỏi các bạn cần chú ý: when là khi nào, where là ở đâu, what là cái gì, how old là hỏi tuổi, who là ai, how often là hỏi mức độ thường xuyên. Vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho những từ gạch chân dưới đây. Chúng ta dịch bài này trước này. Đây là bạn qua thư của tôi, tên là James. Anh ấy 15 tuổi và anh ấy sống ở London. Bạn thân nhất của anh ấy là Harry. Họ thích đi xem phim vào ngày cuối tuần. James còn thích chơi bóng rổ. Anh ta chơi bóng rổ 2 lần một tuần sau giờ học. Vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho từ gạch chân. Câu đầu tiên, anh ta 15 tuổi và chúng ta sẽ hỏi là anh ấy bao nhiêu tuổi, là how old is he? Anh ấy sống ở London. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi là anh ấy sống ở đâu, là where does he live? Where does he live? Ở đâu là sẽ where rồi. Câu nào có to be xả lại to be, và không có to be thì phải mượn sửa động từ do the. Sau đó tới chủ ngữ và tới động từ nguyên mẫu. Where does he live? Bạn thân nhất của anh ta là Harry. Vậy chúng ta sẽ viết là ai là bạn thân nhất của anh ấy, và ai là who, đúng không? Ở đây có to be, chúng ta xả lại to be là e này. Who is his best friend? Thêm chấm hỏi cuối câu. Câu tiếp theo, họ thích đi xem phim vào ngày cuối tuần. Người ta gạch chân cuối tuần rồi. Vậy thì chúng ta phải hỏi là họ thích đi xem phim khi nào? Vậy là when. When do they? Ở đây không có to be thì phải mượn động từ do the. Và chủ ngữ số nhiều là đây thì chúng ta phải mượn do rồi. When do they like go into the cinema? Họ thích đi xem phim lúc nào, khi nào? James còn thích chơi bóng rổ nữa. Vậy là James còn thích chơi cái gì? What does James also like playing? Like được nguyên mẫu này. What does James also like playing? Anh ấy chơi bóng rổ 2 lần một tuần sau giờ học. Và anh ấy có thử chơi bóng rổ thường xuyên không? Vậy là how gì? How often. Bây giờ how often, chủ ngữ ở đây là he. Các bạn phải mượn trợ động từ the. How often he play? The he play basketball. Basketball after school. Cái nào gạch chân không viết, còn lại là viết nhé. How often does he play basketball after school? Anh ấy có thường sau giờ học, anh ấy có thường xuyên chơi bóng rổ hay không? Rồi đó là cái bài số 4.